nghệ sĩ các thế hệ ngậm ngùi đưa tiễn minh tinh màn bạc thẩm thúy hằng người bạn người chị người tiền bối thương kính của họ tang lễ thẩm thúy hằng 1940 2022 tại nhà tang lễ quốc gia phía nam thành phố hồ chí minh hôm qua 10 tháng 9 chứng kiến sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ việt đến tiễn đưa minh tinh nổi tiếng bậc nhất của điện ảnh miền nam việt nam trước năm 1975 cùng thời với bà có kim cương mộng tuyền lứa sau có thành lộc Kim Xuân, Tú Trinh. Sau nữa có ca sĩ Thanh Thúy dọc theo thảm đỏ dẫn vào nơi đặt linh cửu, gia đình đặt 15 khung ảnh lớn với những bức ảnh là vai diễn của Thẩm Thúy Hằng trong các bộ phim và kịch nổi tiếng, Người đẹp Bình Dương, Ngô Lan, Chức Nữ, Chân Trời Tím, Nàng, Người Mẹ Già, Suối Tình, Đôi Mắt Bằng Sứ, những bức ảnh tái hiện một tuổi trẻ huy hoàng của Minh Tinh màn Bạc. Nhưng không chỉ nhan sắc hay tài năng, điều để lại ấn tượng trong lòng các nghệ sĩ còn là cách sống của thẩm thúy hằng con xin mãi ngưỡng mộ cô về tài năng và mọi điều cách cô đến và đi với cuộc đời nghệ sĩ hạnh thúy viết trong sổ tang và tự gọi mình là người ngưỡng mộ thẩm thúy hằng nghệ sĩ kim cương đến thật sớm không chỉ vì là thành viên ban tổ chức lễ tang mà còn vì bà là người chị thân quý người đồng nghiệp gắn bó với thẩm thúy hằng mấy hôm nay điều khiến tôi cảm thấy yên tâm nhất là cuối đời hằng sống thanh thản hơn tôi Hằng ra đi thanh thản. Vì Hằng không cần danh tiếng, không cần tiền bạc, chuyên tâm giúp đời và mình tự giúp mình bằng cách tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, bà chia sẻ trong những năm qua, Thẩm Thúy Hằng ở ẩn. Không ai có thông tin hay hình ảnh mới về bà, nói về điều này, nghệ sĩ Kim Cương cho đây là một điều lành, Hằng hơn tôi ở chỗ là Hằng không còn dính dáng gì với cuộc đời bên ngoài nữa. Ai chê khen gì cũng coi là cái nghiệp mà kệ thôi, chứ không để trong lòng mà tức tối hằng yên tâm tu tập tang lễ thẩm thúy hằng cũng là dịp hiếm hoi nghệ sĩ mộng tuyền hoa khôi cải lương sài gòn một thời xuất hiện trở lại khóc trước linh cữu của người chị mộng tuyền nói thẩm thúy hằng là người bà ngưỡng mộ cả về tài sắc lẫn đức độ bà vẫn hay gọi điện để hỏi thăm đời sống sức khỏe của thẩm thúy hằng qua lời nói và âm điệu bà cảm thấy người chị sống vui vẻ thành lộc cũng nhớ mãi sự dung dị của thẩm thúy hằng Điều khó tìm ở những người phụ nữ vừa đẹp vừa có một sự nghiệp huy hoàng, chị Hằng là người vui tính. Tôi nghĩ khó có nghệ sĩ nào không thích chị Hằng. Tâm tính chị rất hiền lành, dễ thương. Một người nhìn có nhan sắc như vậy, thường người ta thường nghĩ tính cách sẽ kiêu kỳ lắm. Nhưng không. Ở gần chị, tôi thấy chị bình dân vô cùng, có lẽ vì vậy mà hậu bối chúng tôi tiếc thương vô cùng một người nghệ sĩ lẫy lừng và dung dị như vậy. Anh nói, sáng ngày 12 tháng 9, linh cửu của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng sẽ được hỏa táng tại Phúc An Viên, Thủ Đức. Chị Hằng là người vui tính. Tôi nghĩ khó có nghệ sĩ nào không thích chị Hằng. Tâm tính chị rất hiền lành, dễ thương. Một người nhìn có nhan sắc như vậy, thường người ta thường nghĩ tính cách sẽ kiêu kỳ lắm. Nhưng không. Ở gần chị, tôi thấy chị bình dân vô cùng có lẽ vì vậy mà hậu bối chúng tôi tiếc thương vô cùng một người nghệ sĩ lẫy lừng và dung dị như vậy. Anh nói, sáng ngày 12 tháng 9, linh cửu của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng sẽ được hỏa táng tại Phúc An Viên, Thủ Đức. Theo lời con trai, vì nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng muốn gắn bó với các hoạt động từ thiện tại Việt Nam và có nhiều bạn bè ở đây nên không cùng các con sang nước ngoài định cư, được biết nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng có bốn người con trong đó nguyễn xuân ái quốc và nguyễn xuân quốc việt là cặp song sinh trong tang lễ của cố diễn viên người đẹp bình dương được tổ chức tại nhà tang lễ bộ quốc phòng quận gò vấp thành phố hồ chí minh anh ái quốc trải lòng với thanh niên về cuộc sống kín tiếng của thẩm thúy hằng trong những ngày cuối đời anh quốc nói mình là người sống cạnh mẹ lâu nhất tuy nhiên thời gian gần đây anh phải sang nước ngoài làm việc khi nhận tin nghệ sĩ ưu tú thẩm thúy hằng qua đời ái quốc lập tức cùng các anh chuẩn bị thủ tục gấp rút bay về Việt Nam lo liệu hậu sự cho đấng sinh thành. Mẹ giữ sức khỏe rất tốt trong suốt thời gian qua, chỉ có điều đã lớn tuổi rồi. Mẹ ra đi thanh thản, giống như đi ngủ rồi mất đồng thời, anh quốc tâm sự thêm thời điểm tháng 6 và tháng 7 năm 2022, các con đều ở bên cạnh thẩm Thúy Hằng. Vài tuần gần đây, anh bay sang nước ngoài thì nghe tin sức khỏe của mẹ yếu dần vài chục năm qua mẹ ở đây thì có các cháu rất thân trong gia đình ở cùng mẹ nên rất gần gũi. Mẹ lo cho mọi người như con vậy. Trong đêm trước khi mẹ mất, chúng tôi và mẹ nói chuyện qua điện thoại vài giờ đồng hồ, anh bộc bạch. Về cuộc sống kín tiếng của Minh Tinh màn Bạc, anh Quốc kể sau khi không hoạt động ở sân khấu, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội. Những năm gần đây, bà không đi nhiều nhưng vẫn gửi người đại diện. Do dịch Covid-19 nên mẹ cũng ít giao lưu với mọi người. Còn trước đó thì các đồng nghiệp, bạn bè hay sang thăm mẹ, con trai cho hay, sau tấm màn nhung một diễn viên nổi tiếng, Thẩm Thúy Hằng là một người mẹ hết lòng yêu thương và chăm lo cho gia đình. Anh Quốc tự hào kể, mẹ rất hiền, lo cho con cháu rất chu đáo. Chúng tôi hiện tại đều thành công, có công việc ổn định là công sức rất lớn từ mẹ và ba. Mẹ vừa có sự nghiệp, lo cho xã hội vừa lo tốt cho các con với tôi thì không phải ai cũng làm được như mẹ có người mẹ nổi tiếng nhưng các anh em đều theo ngành nghề của ba có người làm ngân hàng kỹ sư điện toán chúng tôi ở nước ngoài là nguyện vọng của ba mẹ ba mẹ muốn chúng tôi đi nước ngoài học hỏi những cái mình muốn đi theo những cái mình thích và không hề áp đặt cho con phải làm gì cả anh chia sẻ thêm, khi được hỏi lý do vì sao nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng không sang nước ngoài định cư cùng các con, anh Quốc cho biết, sau khi ngưng nghệ thuật, mẹ muốn gắn bó với công tác xã hội và từ thiện ở Việt Nam. Mẹ rất thân thiết và có cảm tình với mọi người nên chúng tôi không thể thuyết phục mẹ sang nước ngoài sống cùng được. Sáng nay ngày 10 tháng 9, tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh lễ tang của minh tinh màng bạc người đẹp bình dương nghệ sĩ ưu tú thẩm thúy hằng sẽ chính thức diễn ra lễ tang minh tinh thẩm thúy hằng lý do tổ chức tang lễ muộn dù thẩm thúy hằng đã mất cách đây ba ngày đại diện của gia đình cho biết ban tang lễ phải chờ con trai thẩm thúy hằng từ mỹ về nhìn mặt mẹ lần cuối theo thông tin từ gia đình danh sách ban tang lễ được đề xuất gồm một số thành viên như bà dương cẩm thúy chủ tịch hội điện ảnh thành phố hồ chí minh đạo diễn lâm lê dũng đại diện hội điện ảnh thành phố hồ chí minh nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, đại diện hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh và đại diện cho gia đình nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng. Tang lễ của nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 9, tổ chức cho khách viếng đến hết ngày 11 tháng 9. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 9, gia đình bà sẽ tổ chức lễ di quan sau đó, linh cửu của cố nghệ sĩ được hỏa táng tại nhà tang lễ Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nghệ sĩ nhân dân kim cương cho biết hiện tại bà đang cùng gia đình thẩm thúy hằng viết cáo phó để đọc trong tang lễ của người đẹp bình dương với tư cách là bạn thân bạn diễn lâu năm cùng thẩm thúy hằng nữ sĩ kim cương rất xót xa đau buồn trước sự ra đi của người chị người bạn diễn thân thiết nghệ sĩ nhân dân kim cương nói đám tang của thẩm thúy hằng do bên hội điện ảnh thành phố hồ chí minh đứng ra đảm trách nhưng hội muốn nghệ sĩ kim cương cùng tham gia trong ban tang lễ vì tình bạn thân thiết lâu năm giữa hai nghệ sĩ được biết nhiều năm nay, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng sống ẩn giật cùng người cháu, các con của nữ nghệ sĩ đều sống ở Úc và Mỹ nên khi bà mất, gia đình mong muốn chờ con cháu về đầy đủ rồi mới tổ chức tang lễ. Con trai Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng cho biết bà qua đời yên bình, không bệnh tật, chỉ đau đáu vì kế hoạch thiện nguyện gian dở, lễ viếng Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng, người qua đời ở tuổi 83, diễn ra sáng ngày 10 tháng 9 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, từ Australia về nước vài ngày trước, Nguyễn Xuân Ái Quốc, con thứ ba của nghệ sĩ, cùng người thân đáp lễ khách viếng. Thi thoảng, anh lặng người nhìn di ảnh mẹ, bức ảnh chụp bà khoảng thập niên 1960 vào độ xuân sắc nhất. Hôm 6 tháng 9, người con cho biết nhận được tin báo sức khỏe bà yếu dần. Gia đình anh từ nước ngoài gọi video trò chuyện, nghe bà dặn dò con cháu những lời cuối. Ông Ái Quốc nói: mẹ tôi ra đi rất yên bình như một giấc ngủ. Những ngày cuối đời, bà không vướng bệnh tật nào đáng kể, có lẽ một phần nhờ ăn chay trường. Dù đau lòng, chúng tôi hạnh phúc vì có một khoảng thời gian ngắn ở bên mẹ trước khi bà qua đời hồi tháng 6, các con trai của Minh Tinh đều về nước, đoàn tụ, xung vầy cùng bà trong khoảng. Một tháng. Thời gian đó, ông Quốc được nghe mẹ nhắn nhủ các chuyện gia đình, nghệ sĩ viếng Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng, vợ chồng Thẩm Thúy Hằng có bốn người con, nhiều năm qua đã sang nước ngoài định cư. Sau khi chồng qua đời, bà chủ yếu sống cùng một số người họ hàng, được người thân lo chu đáo. Người con trai cho biết hàng chục năm qua, khi rời xa sân khấu, bà đau đáu về công tác thiện nguyện, luôn tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Trước khi mất, bà còn dây dứt vì hai năm covid một chưa được đến nhiều nơi để hoàn tất hoài bảo thiện nguyện. Bà vẫn ấp ủ một số dự định, nhờ các con thay mẹ thực hiện sau khi bà qua đời ông quốc cho biết các con học được ở bà sự quan tâm bao dung với người khác trong ký ức của anh lúc nào bà cũng nghĩ cho mọi người sau đó mới tới bản thân bà đặt việc học hành thành tài của các con lên hàng đầu khuyến khích con theo đuổi những gì họ thích con trai minh tinh nói ba mẹ tôi luôn tự hào vì các con kế tục